AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Warcraft Arclight Rumble là tựa game mobile đầu tiên thuộc thương hiệu Warcraft đình đám do Blizzard Entertainment phát triển. Trò chơi thuộc thể loại chiến thuật thời gian thực kết hợp thủ thành, khá giống Clash Royale, nơi bạn sẽ dùng các thẻ bài để triệu hồi binh lính và tướng lĩnh. Người chơi sẽ trở thành một chỉ huy tối cao để dẫn dắt quân đội của mình chống lại những tay chơi khác. Bạn phải xây dựng doanh trại và tài nguyên để mở rộng lãnh thổ, sử dụng tất cả thẻ bài có trong tay để loại bỏ những ai cản đường. Sau khi thêm một đơn vị thẻ bài vào bộ thẻ, game thủ có thể triển khai các đơn vị tương ứng trên chiến trường. Ngoài các thẻ binh lính thì còn có các thẻ tháp có thể được dùng để xây dựng tòa tháp phòng thủ, tiêu diệt những tên địch tiến đến, và thẻ phép thuật vô cùng hữu ích trong các trường hợp hiểm nghèo. Warcraft Arclight Rumble sở hữu nhiều chế độ, có cả chơi đơn và thu nạp người chơi tạo bang hội. Bạn có thể tham gia chơi chế độ cốt truyện, đánh theo từng màn với đạo quân mình xây dựng, hoặc cùng bạn bè chinh chiến những hầm ngục, boss lớn và tham gia PvP đối mặt với người chơi hay bang hội khác. Game thủ có thể sưu tập hơn 60 tướng lĩnh và đơn vị lính khác nhau, vốn là các nhân vật đến từ thế giới Warcraft. Bên cạnh đó, trò chơi sở hữu chế độ chơi chiến dịch cực kỳ đồ sộ với hơn 70 nhiệm vụ cốt truyện trải dài nhiều thời kỳ cho bạn tha hồ chinh chiến và thu thập thẻ bài mới. Trò chơi mang tới cho game thủ rất nhiều loại nhiệm vụ và khi hoàn thành những nhiệm vụ này, bạn sẽ nhận được nhiều gói thẻ mới. Bạn cũng có thể nhận được gói thẻ bài mới bằng cách chiến thắng các trận đấu xếp hạng. Do đó hãy đảm bảo xây dựng bộ sưu tập và nâng cấp thẻ bài của mình nhé. Sản phẩm cũng cung cấp tính năng xem lại trận đấu để bạn tìm hiểu chiến thuật của đối thủ và đưa ra ý tưởng cho cuộc chiến tiếp theo. Warcraft Arclight Rumble có đồ họa 3D đẹp mắt, màu sắc tươi sáng, thân thiện với game thủ mọi độ tuổi, đặc biệt là trẻ em. Tất cả hứa hẹn đem đến cho người chơi những trận chiến kịch tính diễn ra với tốc độ nhanh, nơi mà bộ não của bạn phải liên tục hoạt động hết công suất để vạch định chiến lược khôn khéo. Cơ điểm đặc sắc của Warcraft Arclight Rumble: đồ họa 3D, phong cách hoạt hình đẹp mắt, lối chơi chiến thuật tốc độ nhanh và kịch tính, hơn 60 nhân vật đến từ vũ trụ Warcraft cho bạn thu thập, nhiều chế độ chơi khác nhau cho bạn thử sức, tính năng đấu boss cực kỳ gay cấn với phần thưởng hấp dẫn. Mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi.